dịch đi. Em chỉ biết ít thôi. Yeah, Dũng biết luôn hả? Ao chờ ao trà. Ba bà trà. Dạ anh chào bà. À. Bye bye, dạ. Dạ. Bà cứ làm đi bà. Ôi. Thưa quý vị các bạn, mình đang có mặt sáng nay có mặt tại ban bản Hủy Lóng. Đây là một cái bản tái định cư giáp với cái dòng sông Đà và cảnh quan rất là đẹp, cảnh như là cảnh thần tiên vậy, đẹp lắm. Thì trên đường đi xuống với dưới cái khu vực bờ sông thì mình thấy có một cái hộ dân, thấy bà cụ đang đứng giặt đồ. Một cái điểm đặc biệt của phụ nữ ở phụ nữ Dao ở đây thì đa số là cộng đồng người Dao, và đặc biệt là cái, nếu các bạn để ý thì những người phụ nữ ở dân tộc người phụ nữ Dao ở đây là họ không có chân mày, họ cạo sạch chân mày luôn. Thì đương nhiên là bà lớn tuổi thì không có chân mày gì chuyện bình thường thôi, nhưng mà chúng ta để ý chút xíu, các chị phụ nữ lớn chút xíu thì chúng ta xem như thế này. Cả trang phục của người Dao thì đơn giản, màu sắc đơn giản, không có quá nhiều màu như cái những cái người đồng bào khác. Cháu ơi, cháu bảo ba là cho các chú rồi quay. Ok, để bà tự nhiên đi. Thì cháu biết cái tiếng Việt không? Con biết tiếng Việt không? Biết nói tiếng Kinh không? Không hả? Biết nghe mà không biết nói hả? Con mấy tuổi? 14 tuổi mắc cỡ. Nhà cái nhà người Dao đây, nhà sàn hết, ở dưới cái hầm ở dưới cao, rất là cao luôn. Cái gì ta? Thóc. Ờ, về đã dắt bò về kìa, vui không? Máy bay. máy bay. Dễ thương quá. Không biết tiếng Việt, không biết tiếng Kinh. Có đấy, nhưng mà bây giờ nó đang ngại. Cháu mấy tuổi? Cháu mấy tuổi? 8 tuổi. Cháu mấy tuổi? Mấy đứa bé ở vùng cao giờ nó có cái nét đó, nhìn cái ánh mắt đó. Nhìn ánh mắt các bé đó, nó ngây thơ lắm luôn. Và ở cái bản này thì mình cảm giác là rất ít du khách đến, cho nên là các bé nó còn nhút nhát lắm luôn. Chừng sình trơn lắm nha các bạn ơi. Bây giờ đoàn mình đang di chuyển xuống phía bờ sông, thì dọc trên đường đó, chúng ta có thể thấy những cái căn nhà nó rất là đặc trưng của người Dao. Đây là bản tái định cư nha.
À, rất ở đây có vẻ rất là vui vẻ ha, rất hiếu khách ha. Trang phục đẹp quá ha. Anh nấu gì anh? Dạ. Anh đang nấu cái gì vậy? Mình không biết họ đang nấu gì luôn, nấu cơm hay nấu gì anh? Không biết cái nồi anh nấu cái nồi gì luôn á. À, cho lợn ăn hả? À, nấu cắm lợn. Nấu được thức ăn cho lợn. Khó quá. Nhà vui ha, cầu thang. Đi trong này. Nhà của người Dao cao ráo một. Đây thủy điện Sơn La đúng không? Tái định cư thủy điện Sơn La mình ở đây mà. Thế nào? Không có phải đến tầm 18 năm rồi chứ. À, cái bản tái định cư này là từ ngày nó vén dân lên đây. Khi nó làm thủy điện Sơn La thì thủy điện Sơn La nó ngập từ thành phố Sơn La nó ngập lên đây. Thì nó ngập lên đâu thì dân vén lên đến đấy. Không phải di chuyển bản. Nhờ vậy mà bản này có coi như là tọa lạc tại ở ngay bờ sông. Đấy, bờ sông. Có một cái view siêu đẹp. Đúng rồi. Thêm nghề đánh bắt cá. Ở đây nhiều cá anh nhỉ? Cá dưới sông. Có họ có đi bắt cá dưới sông không? Có họ bắt cá. Có vào nhà cái bắt cái gì? Xuống dưới đi rồi lát đi lên. Ừ. Anh xuống dưới trước đi. Nhờ em nhờ cái dưới đây phải mừng bao năm rồi. Lâu. Cái lúc mà thủy điện nó đóng phát là nó rơi lúc. Cái bảng này cũng mới hình thành hơn có 10 năm thôi. À, từ khi mà làm thủy điện Sơn La thì người ta mới di dân về đây. Nó đi từ trên cao xuống thì hoặc là quý vị các bạn mà xem được cái những hình ảnh từ livestream á, thấy nó đẹp lung linh luôn. À, những cái mái nhà nằm sát chi chít. Dòng sông đây nó bao bọc bởi núi nên nó tạo ra một cái cảnh quan rất là hùng vĩ. Từ trên cao nhìn xuống thì mình thấy cái nước nó xanh biếc à. Ủa, có con tàu luôn kìa, ở đây mà tổ chức. Nếu mà quý vị các bạn đi sông Nho Quế rồi á thì mình nghĩ dòng sông Đà mà ở bản Hủy Lóng này cũng không thua kém gì, thậm chí mình thấy còn dễ đi hơn. Đẹp quá. Tuyệt vời. Dừng trật chân sang ư. Ghê quá. Đấy, các bạn thấy không? Đẹp. Super. Đặc biệt là có một cái ngọn núi đá sừng sững. Bên tay trái nhìn rất là đẹp. Ờ, ở trên kia có đảo nữa hả? Có chân. Không phải ánh rồi.
Sao? Ông ơi, cái cầu nó đoạn nào nhỉ? Nó ở dưới chị. Nó ở cách đây mình chục cây nữa, tí nữa mình bây giờ ra đấy. Đây là mới là cái bến thôi. Cái bến đúng không? Nó đi tìm cái cầu. À. Nhưng mà này tí mới phạt đó. Cầu gì? Cầu gì? Cầu Pla Phong hả? Ở đây vẫn đúng là Việt Nam chúng ta có phải nói là có những cái cảnh mà nó đẹp trông như tranh vẽ, nhưng mà đúng là cũng rất nhiều nơi chưa được khám phá, đúng không quý vị các bạn? Hôm trước mình đi Nho Quế cùng với đoàn của mình ở Hà Giang rồi, đã thấy mê rồi, mặc dù đường đi rất hiểm trở. Còn ở đây thì ở cái bản Hủy Lóng này thì đường đi cũng không có quá hiểm trở, cũng tương đối dễ đi, nhưng mà cảnh thì cũng rất là thần tiên. Nên nói chút xíu nữa đến một con một cái cầu nó cực kỳ đẹp, chút xíu đoàn mình cũng sẽ di chuyển sang đó để tiếp tục chia sẻ đến quý vị các bạn. Dạ, chào chú. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Nhà đẹp quá bố. Tạm tạm thôi. Tạm tạm. Bố người... Tập giao. À, bố người giao hả? Ồ, dạ. Mời anh em vào trong nhà. À, bố ngồi mấy cái ghế vui. Trời, leo cái dốc thở quá. Khung. Khung cưỡi. Dệt. Kéo sợ. Ủa, có làm gì vậy? À, hút thuốc lao. Tối. Ô, dạ. Chào bà, dạ. Vay. Ủa, trang phục. Ủa, đây không có điện hay sao bà? Bà có điện đấy. Có. Nhưng mà tiết kiệm. À. Tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, may bằng cái đèn đó luôn hả? Cái đèn đó bà thấy đường không bà? Cái đâu rồi bà? Cứ để bà máy xem, đứng ngồi xem hay không? Dạ. Ôi trời. Cháu đặt đồ cho. Cái gì? Em mỏi. Có thể cho đồ vào cái hướng này cho mỏi. Dạ. Dạ. Cảm ơn bà. Bà mai tiếp đi bà. Sao hai má bà đỏ hay vậy? Dạ. Tôi nói là bà đánh phấn. Mùa dịch. Dịch luôn giờ chuyển qua dịch luôn. Bà mai thử con xem đi, bà đeo cái đó thử bà mai thử được không? Đấy, đây là điển hình của người phụ nữ giao. Đó, bộ trang phục. Bà đeo ấy cái đèn này làm sao bà thấy đường bà thấy đường may không? Dạ. Tao bà đạp thử con xem thử có được không? Dạ. Dạ. Bà cứ làm đi. Dạ. Ừ.
Đó, nói bà hiểu luôn không? Hay không? Đó, chỉ có một cái đèn le lói với đèn flash. Chúng ta cùng xem thử cái bà đạp mai, bà mai như thế nào nha. Đó. Bà nói quay gì mà quay hoài. Ủa hiểu tiếng Giao luôn. Quay gì mà quay hoài. Có gì đâu mà quay hoài. Dạ. Ây da. Dạ. Là gì chú? Làm lễ cấp sắc thôi. À. Vâng. Lễ cấp sắc. Lễ cấp sắc có nghĩa là cải tên âm. Vâng. Dạ. Cải tên âm, tức là với những người mà tức mà... là người con trai thì nhà nào có con trai thì phải làm cái lễ cấp sắc. À. Tự cải đấy. Dạ. Yeah. Có cái tên khác tự cải. Ờ. Chưa hiểu lắm, chưa hiểu. Vâng. Văn hóa phi vật thể cũng được công nhận là cái lễ tự cải này là công nhận là cái chàng trai, con trai trưởng thành. À. Đấy. Là phải có cái tên mới. Vâng, phải có tên mới. Dạ. Yeah. Tức là lúc mà mới đẻ ra thì tên khác. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà tên cái sinh là khác. Dạ. Tên gọi thường ngày khác. Dạ. Sau là đến 18 tuổi. 8, 9 tuổi, 10 tuổi là phải làm cái... Phải làm một cái lễ, gọi là lễ cấp sắc. Vâng. Dạ. Cấp sắc là làm cái lễ đổi tên mới cho cái cậu bé mới. Đó. Dạ. Chỉ với con trai thôi hả? Rồi, chỉ con trai thôi. Còn con gái thì không? Con gái thì không. À. Tức là con trai thì 100% là đều phải có như thế. Dạ. Ai cũng phải làm. Rồi, ai cũng phải làm. Chú năm nay bao nhiêu tuổi chú thấy tôi, chú khỏe? 72. Ôi, 72 thấy chú khỏe quá ta. À, Tôi nghỉ hưu năm đầu 15. Dạ. 64 tuổi nghỉ hưu. Dạ. Ủa cái bản này tái định cư về đây năm mấy hả ba? 28. À, 2008. 2008. Vâng. Ôi. Thế là hôm nay cũng 15 năm rồi, 14 15 năm rồi. Rồi. Dạ. Trước là ở dưới. Cái nó ở dưới lòng hồ. Vâng, từ đây xuống là phải 500 mét. Dạ. Từ cái bến xuống là 500 mét. Dạ. Đấy là cái bãi bằng. Dạ. Ven sông. Dạ. Hôm nay vén lên thế này. Chú là có cháu có tới cháu gì rồi chú? Có cháu chắc trả luôn. Cháu chắc luôn. Vâng. Ồ, chắc là cháu cố á. Cháu cố. Dạ. Gọi bằng cụ đấy hả? Cụ. Dạ, dạ. Miền Nam gọi là cố. À. Bây giờ anh Dần có ở cùng với chú không? Anh Dần nhà ra bên đây. À, vâng. À. Chú là chú tên đầy đủ là gì chú? Tên đầy đủ là Phàn Quang Châu. À, Phàn Quang Châu. Dạ. Dạ. Quý vị bạn thân mến, nay ghé thăm cái bản tái định cư ở Hội Lóng. Ừ, là tên Phàn Á Bộ là cái tên. Có ghé thăm nhà của chú Quang. Phàn. Tên cấp sắc là Phàn Quang Châu à? Phàn Quang Châu. Quang Châu là từ lúc đi học thì
dùng cái tên con... tên đấy là theo giấy khai sinh nhỉ? Dạ. Dạ. Và cái tên đấy là theo giấy khai sinh nhỉ? Cái bụ là lúc mới đẻ ra thì gọi như thế. Dạ. Vâng. Bạn là lúc tên mới đẻ ra. Nhưng mà bây giờ chú ở đây chú còn làm lễ đó không? Hay là không, hay là thôi? Dạ, thi thoảng. Coi như bây giờ cái làm lễ đó cũng người ta cũng không có làm nhiều nữa. Cũng làm nhưng mà dạ. Thi thoảng là. Dạ. Nhà nào có điều kiện thì cháy là. Ồ. Tức là phải cái đó phải làm cũng phải có tiệc tùng này kia. À. Như nên nó tốn kém. Như mình, dạ. Như mình một cái hội nghị. Dạ. Như một cái đại hội nghị đại hội đổi tên á. Dạ. Dạ. Các cái bước tiến hành nó như nào để thực hiện cái đấy thì làm từng bước như nào? Thế từng bước thì tức là lễ nhận thầy. Dạ. Lễ nhận thầy xong là đi làm lễ nhận thầy xong mang cái đứa trẻ đấy được cấp sắc ấy. Dạ. Yeah. Thì nó đi tu. Ồ, có đi tu nữa. Tu 3 ngày. À. Tu 3 ngày là có nghĩa là không ra ngoài chơi bời. Ăn chay suốt. À. Trong quá trình diễn ra trong đấy là 3 ngày tu nhá. Yeah. Rồi sau đó rồi đó là lập đàn. Lập đàn để các thầy đến bắt đầu mới làm lễ để mời thần linh tổ tiên ra để chứng giám thủ tục. Dạ. Yeah. Ngày 2, ngày 3 thì là kết thúc. Ừ, dạ. Yeah. Rồi họ có đãi đằng rồi tiệc tùng rồi cả. Vâng. À, cho nên cái đó nó tốn kém bây giờ người ta không làm nữa. Dạ. Yeah. Mổ nhiều lợn lắm nhỉ? À. Vâng, cũng... Tùy điều kiện từng nhà thôi, tùy... cũng vẫn phải làm đúng không? Vâng. Cải, nếu mà... Từ cải hai đứa thì hai người thì cũng nhiều hơn. À. Một đứa thì đâu tốn kém hơn. Dạ. Yeah. Đấy con thấy là nó không được có cái đèn, chính đèn, 11 đèn. Yeah. Nó là như nào? Được, đấy là đi khi mà... Khi mà cấp phát thì là phải ba đèn cứ bên này cấp sắc bên có chúng tôi gọi là cấp sắc bên sư Tam Nguyên thì là cũng 3 đèn rồi bên đạo. Chúng ta bên này là sư, bên này là đạo, chúng tôi lại như thế cơ. Sư, đạo. Vâng. Đấy là hai vị bên... thần hay là cái gì? Hả? Sư với đạo là hai vị thần. Sư là giống như thầy á. Rồi cũng cứ là sợ thầy. Dạ. Nhưng mà tức là bên này cấp 3 đèn, bên kia cấp 3 đèn. À. 3 người. Dạ. Còn một người thì nếu mà cấp sắc một người chỉ có 4 thầy thôi. Bốn thầy nhưng mà lại bắt đầu phải gánh chịu ra nhiều cái công việc thành ra thành 6 người. Chứ còn nếu là 2 người thì cấp sắc 2 người thì 8 người. 8 thầy. Dạ. Yeah. Cái nhân lên rồi. Vâng. Bây giờ cũng đo cái... Thế mà đây uống nước. Ngoài cái cấp sắc ra vô làm cái lý gì nữa không? Làm cái thầy cúng cái gì nữa không? Đấy cái này là những anh tham khảo. Yeah. À, đây là chúng tôi đã làm qua. Lý lịch di sản văn hóa phi vật thể, lễ tủ cải hay là lễ cấp sắc của người Dao, ngành Dao quần chẹt, tỉnh Điện Biên này. Ôi cái này là cái lễ này gọi là thành đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể. Chủ thể là bác Vàng Quang Châu. Bác sinh năm 1952 và năm nay bác. Thế thì lúc vào đảng thì thế thôi, chính thức tôi là sinh à. Rồi. Tôi đi vào đội 68 cơ mà. À, trên khai sinh là trên 70. Vâng. Tuổi thật là 72.
Ừ, hay quá. Hay quá bác. Thôi, đi tiếp theo. Với có khi là chương trình của tôi đi khảo sát qua thời gian thế. Vâng. Còn về anh em.